Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ trục lợi hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công an đã bắt giữ hai đối tượng tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe được làm khống nội dung, chuẩn bị giao cho khách. Theo tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, với những hành vi cấp giấy tờ giả, các giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe, hồ sơ bệnh án không đúng quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, đây là hành vi giả mạo trong công tác. Hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự về tội giả mạo trong công tác. Tội giả mạo trong công tác là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm về chức vụ quyền hạn. Người thực hiện hành vi phạm tội là người có chức vụ quyền hạn như các cán bộ nhân viên phòng khám, bệnh viện, những người có chức vụ hoặc có quyền hạn trong việc thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh. Theo đó, mức hình phạt thấp nhất của tội danh này là 1 năm tù với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Tùy thuộc vào tính chất của vụ việc và số lượng giấy tờ giả mà người phạm tội đã thực hiện. Trong vụ án này, các cán bộ nhân viên phòng khám, các cơ sở y tế nếu thực hiện các hành vi cấp giấy khám chữa bệnh nhưng không thực hiện hoạt động khám chữa bệnh theo thủ tục, cấp giấy chứng nhận về sức khỏe, hồ sơ bệnh án nhưng bệnh nhân không có thật sẽ bị xử lý về tội danh này. Đối với những người không có chức vụ quyền hạn mà thực hiện hành vi làm giả tài liệu, giả con dấu của cơ quan tổ chức sẽ có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Tội danh này là tội ghép bao gồm hai hành vi là làm giả và sử dụng tài liệu con dấu giả. Tội danh này áp dụng với bất kỳ ai nếu như có hành vi làm giả tài liệu hoặc làm giả con dấu của cơ quan tổ chức hoặc có hành vi biết là giấy tờ tài liệu giả nhưng vẫn sử dụng để thực hiện mục đích trái pháp luật. Đối với người có chức vụ quyền hạn nhưng vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự. Ông Đặng Văn Cường cho biết, tội danh này sẽ được xem xét xử lý đối với các cán bộ thuộc cơ quan nhà nước, trong đó có thể là các cán bộ của cơ quan bảo hiểm và các cơ quan có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi chế độ bảo hiểm cho người lao động, trong trường hợp họ thực hiện hành vi trục lợi. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ số tiền, tài sản mà các đối tượng đã thu lợi bất chính để kê biên, phong tỏa, thu giữ trả lại cho nhà nước và người bị hại. Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, liên quan tới việc lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đồng loạt khám xét 6 cơ sở khám chữa bệnh và 2 nhà ở trên địa bàn thành phố Biên Hòa, thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cán bộ ngành hoàn toàn không liên quan đến đường dây mua, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc một số cơ sở khám chữa bệnh tại thành phố Biên Hòa bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát hiện từ tháng 3 năm 2022. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo quy định. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định những trường hợp trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông tin từ báo Dân Trí, tối ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã triệu tập hơn 30 người tại các phòng khám để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi bán khống giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, trước đó, qua kiểm tra các phòng khám, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc lập khống các hồ sơ để hợp thức hóa rút tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ sở này còn bán khống nhiều giấy tờ liên quan đến khám sức khỏe cho hàng ngàn người, chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh thành lân cận. Hiện cơ quan công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan, trong đó có các chủ phòng khám. Theo ghi nhận tại phòng khám đa khoa Tân Long, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, có nhiều lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, cảnh sát cơ động đứng bảo vệ bên ngoài cơ sở này.
Bên trong công an, viện kiểm sát làm việc với các nhân viên và thu giữ một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại phòng khám đa khoa Long Bình Tân, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, lực lượng dân quân tự vệ cũng được bố trí bảo vệ vòng ngoài. Lực lượng công an và đơn vị nghiệp vụ làm việc bên trong với nhân viên của phòng khám. Trước đó, Công an Đồng Nai đã lập chuyên án theo dõi các phòng khám chữa bệnh trong nhiều ngày, đồng thời tạm giữ một số nhân viên y tế làm việc tại phòng khám trên địa bàn để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội. Bước đầu, tại một số phòng khám mà công an khám xét đã xảy ra tình trạng xác nhận khống cho công nhân bị bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, để được hưởng bảo hiểm xã hội, công nhân đã đi đến phòng khám mua giấy xác nhận bệnh, làm cơ sở, gửi công ty và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 31 tháng 5, phát biểu tại phiên thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, Bắc Cạn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu bức xúc của người dân trong vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Bà Thủy khẳng định, bản chất của bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm mang tính nhân văn cao, giúp hỗ trợ con người, giảm thiểu mất mát, thiệt hại do ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, theo đại biểu, thời gian qua, dư luận không khỏi nghi ngại qua hàng loạt vụ việc vừa qua. Nhiều người đã kiểm tra hợp đồng, mang hợp đồng tới công ty bảo hiểm để kiểm tra nhưng nhận được thông tin hoàn toàn khác với thông tin được tư vấn viên đã tư vấn. Nhiều người đã phải gác lại việc mua bảo hiểm theo kế hoạch. Thậm chí, nhiều tờ báo đã phải đăng bài chỉ cho người dân cách phòng tránh rủi ro khi mua bảo hiểm. Bà Thủy cho hay, theo đại biểu Quốc hội, một bộ hợp đồng dày 70-100 trang là sản phẩm tài chính phức tạp với nhiều từ ngữ chuyên ngành mà sự thua thiệt chủ yếu gặp ở phía người mua nếu gặp tư vấn viên không có tâm. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho biết cũng chỉ hiểu khoảng 70% hợp đồng. Đáng lưu ý, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian gần đây thường dưới dạng liên kết đầu tư, tức là một phần tiền của khách hàng được đưa vào các quỹ chứng khoán, trái phiếu nên càng phức tạp hơn. Nhiều người chia sẻ, dù đọc kỹ đến mấy cũng không thể hiểu được độ linh hoạt của các hợp đồng bảo hiểm. Nếu thanh lý hợp đồng sau 3 năm, 5 năm, 10 năm thì sẽ nhận lại được bao nhiêu số tiền đã đóng, bà Thủy nêu. Về đội ngũ tư vấn viên, đại biểu Quốc hội cho rằng đây là khâu mấu chốt dẫn tới nhiều tranh cãi. Vì tính chất phức tạp của bảo hiểm nhân thọ nên rất cần tới đội ngũ tư vấn viên. Tuy nhiên, không ít tư vấn viên lại cố tình mập mờ để nhanh chóng chốt đơn, ký lại hợp đồng. Theo quy định của Bộ Tài chính, lợi nhuận của hợp đồng bảo hiểm tối đa lên tới 40% trong năm đầu tiên. Hiện nay các công ty bảo hiểm đang để 35-40%. Ví dụ, hợp đồng 100 triệu một năm thì ngay sau khi khách hàng đóng tiền, tư vấn viên sẽ được hưởng từ 35-40 triệu đồng ở năm đầu. Để đạt được doanh số và khoản hoa hồng hậu hĩnh, không ít tư vấn viên đã cố tình tư vấn sai lệch, khiến khách hàng lầm tưởng mình đang tham gia vào một sản phẩm đầu tư sinh lãi cao, vừa được bảo vệ sức khỏe, vừa được đền bù khi có việc không may xảy ra và khi kết thúc hợp đồng còn nhận được toàn bộ số tiền đã đóng và lợi nhuận. Song thực tế, không lời lãi như tư vấn viên. Với một số hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, lợi nhuận cũng chỉ là kỳ vọng, phụ thuộc vào thị trường, bà Thủy cho hay. Từ các phân tích trên, đại biểu Quốc hội kiến nghị 3 vấn đề. Thứ nhất, Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại bảo hiểm liên kết đầu tư. Thứ hai, kiến nghị Bộ Công an từ các đơn tố cáo, phản ánh vừa qua xác minh làm rõ có hay không có dấu hiệu lừa đảo, lừa dối khách hàng, nếu có đề nghị khởi tố điều tra. Thứ ba, kiến nghị các công ty bảo hiểm đã đến lúc rà soát lại toàn bộ các khâu của hợp đồng bảo hiểm, từ thiết kế hợp đồng, tư vấn, ký kết và giải quyết khiếu nại. Chỉ khi minh bạch và thanh tâm, người dân mới không quay lưng với bảo hiểm nhân thọ, bà Thủy cho hay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!